Xin chào quý vị và các bạn. Mới đây, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề xuất nghiên cứu việc trẻ hóa đối tượng được cấp giấy phép lái xe hạng A1 trong dự án Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, vì cho rằng quy định độ tuổi được cấp giấy phép lái xe hiện nay có phần lạc hậu với thực tiễn và nhu cầu. Như vậy thì pháp luật hiện hành quy định như thế nào về độ tuổi được cấp bằng lái xe máy? Nếu đề xuất giảm tuổi của người được cấp bằng lái thì bao nhiêu là đủ? Và những vấn đề pháp lý phát sinh sẽ như thế nào? Hãy cùng Thư viện Pháp luật tìm hiểu thông qua video này nhé! Đề xuất xuất phát từ nhu cầu và đáp ứng thực tiễn. Có thể thấy rằng việc học sinh trung học phổ thông đi xe máy hiện nay là một nhu cầu có thật và rộng khắp, nhất là lớp 11 và lớp 12. Phải đi học trái buổi, ngoại khóa tại trường và đi học thêm khá nhiều, trong khi phương tiện công cộng chưa phát triển đủ để đáp ứng nhu cầu xã hội. Các bậc phụ huynh lại bận rộn thời gian, không thể theo sát đưa đón con em, nên một số gia đình đành giao xe máy cho con trẻ đi học. Trong khi, theo quy định hiện hành, thì người từ đủ 16 tuổi trở lên được đi xe gắn máy dưới 50 phân khối và từ 18 tuổi trở lên được học giấy phép lái xe hạng A1. Nếu một gia đình có con cái ở độ tuổi vừa chớm trưởng thành, thì giữa việc lựa chọn mua xe dưới 50 phân khối cho con đi học cấp 3 hay là mua xe trên 50 phân khối để phục vụ nhu cầu về lâu về dài thì các gia đình vẫn ưu tiên chọn vé sau. Hệ quả là con trẻ dù chưa đủ tuổi vẫn lái xe băng băng trên đường từ nhà đến trường. Cảnh sát giao thông phần nào châm trước cũng như không nỡ mạnh tay quyết liệt ngăn chặn điều này. Ngoài ra, sự phát triển về sức khỏe, về chiều cao, về cân nặng, tâm lý của thế hệ trẻ ngày nay đã có những bước phát triển vượt bậc so với thế hệ trước đây. Cho nên, quy định hiện hành đã lạc hậu so với thực tiễn. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để trẻ hóa đối tượng được cấp giấy phép lái xe hạng A01, ông Ngọ Duy Hiểu nói. Thế nhưng, chi tiết độ tuổi trẻ hóa được cấp bằng lái xe mô tô, xe máy thì chưa được ông Hiểu nêu cụ thể. Vậy thì trẻ hóa độ tuổi cấp bằng lái xe bao nhiêu là đủ? Từ 16 đến 18 tuổi hay chăng? Điều này dấy lên lo ngại nếu đề xuất này được thông qua, thì so với quy định hiện hành và ý thức tham gia giao thông của người dưới 18 tuổi, liệu có đủ để chịu trách nhiệm với rủi ro mà mình gây ra khi tham gia giao thông trên đường? Việc học sinh còn nhỏ tuổi điều khiển xe mô tô sẽ rất nguy hiểm, bởi lẽ các em chưa đủ khả năng xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Và vì chưa nhận thức hết về luật giao thông đường bộ, nên sẽ nguy hiểm hơn khi một số em điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang, sai làn đường, v.v. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho tai nạn giao thông trong học sinh tăng cao. Từ đề xuất trên, có thể chỉ ra một số vấn đề pháp lý phát sinh như sau. Trẻ gây tai nạn có thể chịu trách nhiệm hình sự nhẹ hơn. Hiện hành không có giấy phép lái xe theo quy định là tình tiết định khung tăng nặng của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm A khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự với khung hình phạt lên đến 10 năm tù. Nhưng nếu người chưa đủ 18 tuổi đã được cấp giấy phép lái xe thì sẽ không rơi vào tình tiết này mà có thể chịu trách nhiệm hình sự nhẹ hơn, tối đa là 5 năm tù theo khoản 1, điều 260 Bộ luật hình sự. Hơn nữa, trường hợp người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội thì sẽ chịu trách nhiệm nhẹ hơn so với người từ đủ 18 tuổi phạm tội, tức là cao nhất không quá 3/4 mức phạt tù mà điều 260 quy định. Và một vấn đề khác nữa là người giao xe cho người dưới 18 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo điều 264 Bộ luật hình sự. Bởi lẽ lúc này người chưa 18 tuổi đã được cấp giấy phép lái xe, nghĩa là đảm bảo điều kiện tham gia giao thông, thì người giao xe sẽ không còn chịu trách nhiệm hình sự cho tội danh này. Do đó, trước khi hạ độ tuổi, cần nghiêm túc trong việc sát hạch cấp bằng lái xe cho A1. Đại đa phần những người chạy xe máy đều không nắm được luật giao thông, dẫn đến việc tham gia giao thông một cách cẩu thả, lộn xộn và nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn giao thông cho bản thân và những người tham gia giao thông. Muốn nâng cao ý thức giao thông cho con trẻ thì tốt nhất nên đưa nội dung đào tạo về an toàn giao thông, luật giao thông cho các em trong môn giáo dục công dân cũng như là một nội dung ngoại khóa bắt buộc thì sẽ tốt cho các em và tốt cho cả xã hội. Không phải hiển nhiên mà nhà làm luật lấy mốc 18 tuổi để đánh giá sự trưởng thành của một người. Đây là độ tuổi mà con người đã có đủ nhận thức, chịu trách nhiệm cho hành vi của mình và việc đủ 18 tuổi mới được cấp bằng lái xe cũng nằm trong đó. Và qua những phân tích ở trên,
theo bạn có nên hạ độ tuổi được cấp giấy phép lái xe hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.